thấy được rồng thật. Hình dáng của rồng thật sự ra sao? Ngoại trừ các bậc thánh nhân đã khai ngũ nhãn, đa số người đời đều không biết mặt mày thật sự của rồng. Trung Quốc người ta vẽ rồng thường là đầu có sừng, mình có vảy, mắt lồi, miệng lớn, có râu mép, có bốn chân, thân hình rất dài, đuôi rất ngắn. Người vẽ rồng chỉ vẽ đầu rồng mà không vẽ đuôi rồng để biểu thị vẻ thần bí. Bởi vì thần long kiến thủ bất hiện vĩ, nghĩa là rồng thần thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Vì sao người Trung Quốc vẽ rồng như vậy? Bởi đã có một vị thiền sư trong khi nhập định thì trông thấy hình tướng của rồng như thế. Rồng có thần thông biến hóa khôn lường, có thể biến lớn, biến nhỏ, lúc ẩn, lúc hiện. Lục Tổ Đại Sư đã từng dùng bát ăn cơm của ngài để hàng phục một con rồng lớn và trừ được tai nạn cho chùa Nam Hoa. Rồng là một côn trùng lớn, bởi thuở xưa tu hành thì thừa cấp, tức là mau mắn về tu hành đại thừa nên có được thần thông, nhưng lại giới hoãn, tức là chậm chạp không tinh tấn về giới luật nên bị đọa làm súc sinh. Rồng có nhiều chủng loại khác nhau: kim long tức là rồng vàng, bạch long tức là rồng trắng, thanh long tức là rồng xanh và hắc long tức là rồng đen. Rồng có thể được sinh ra từ thai bào, từ trứng, từ sự ẩm thấp hoặc từ sự biến hóa. Lại còn có cầu long tức là rồng có sừng, ưng long, giao long tức là thuồng luồng, ly long tức là rồng đen, thiên long, địa long, vương long, nhân long và còn có cả ngư hóa long, tức là rồng do cá biến hóa thành. Mã hóa long, rồng do ngựa biến thành, tượng hóa long, rồng do voi biến hóa thành, và hạp hóa long, tức là rồng do cóc biến hóa thành. Giống rồng phải chịu bốn thứ khổ. Thứ nhất, bị đại bàng kim sĩ điểu sở thốn khổ, tức là khổ vì bị chim đại bàng kim sĩ điểu ăn thịt. Thứ hai, giao vĩ biến xà hình khổ, tức là khi giao hợp rồng bị biến thành rắn, và sự biến thành này vô cùng đau đớn khổ sở. Thứ ba, tiểu trùng rảo thân khổ, tức là khổ vì bị các loài trùng nhỏ ẩn trong vảy rồng cắn tỉa hút máu. Thứ tư, nhiệt xa tháng thân khổ, tức là khi trời nắng gắt, những đất cát dính trong vảy rồng đều bị nung nóng bởi ánh sáng mặt trời, làm cho rồng bị ngứa, xót, rất khổ sở. Nhiệm vụ của rồng là bố vân giáng vũ, răng mây là mưa. Tuy nhiên có năm trường hợp rồng không thể làm mưa được. Thứ nhất, hỏa đại tăng thạnh, tức là yếu tố lửa gia tăng mạnh mẽ. Thứ hai, phong suy vân tán, tức là gió thổi làm mây tan. Thứ ba, Atula thu vân nhập hải, tức là loài Atula thâu mây vào biển. Thứ tư, vũ sư phóng giật, tức là thần mưa buông lung. Thứ năm, chúng sinh nghiệp trọng, tức là nghiệp chướng của chúng sinh nặng nề. Các bạn muốn biết hình dáng của rồng ư? Thế thì các bạn cần phải nỗ lực tu hành, dụng công ngồi thiền. Khi ngũ nhãn khai mở, các bạn sẽ thấy được bản lai diện mục của rồng thật. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe một công án về rồng. Đây là một câu chuyện xảy ra cho chính bản thân tôi, hoàn toàn có thật, tuyệt đối không phải là chuyện bịa đặt. Khi còn ở Đông Bắc, tôi có thâu nhận một người đệ tử tên là Quả Thuấn. Anh ta rất tinh tấn dụng công tu hành, và chưa tới nửa năm đã có thể ngồi thiền mà nhập định được. Trong lúc nhập định, anh ta có thể biết được đạo lý nhân quả tuần hoàn báo ứng, công phu tu trì của anh kể như gần tới nơi tới chốn. Về sau, anh ta ra ngoài tự cấp một căn nhà tranh làm nơi tu hành. Ngày làm xong nhà tranh, anh mời tôi tới khai quang. Tôi cùng bốn người đệ tử nữa tới đó. Trong bốn người ấy có hai người đã mở ngũ nhãn. Lúc ấy tôi không để ý là bên cạnh nhà tranh có ngôi miếu Long Vương. Ngày hôm đó thì có chuyện xảy ra. Khi chúng tôi sắp ngồi thiền thì hai người đệ tử đã mở ngũ nhãn nọ đến nói với tôi: Bạch sư phụ, có 10 con rồng đến xin quy sư phụ, hiện còn chờ bên ngoài nhà tranh. Tôi nói với mấy người đệ tử: Các ông không được nói bậy, sao các ông biết họ là rồng? Họ quy y tôi làm gì chứ? Tôi làm sao có thể làm sư phụ của họ được? Tôi không có bản lãnh cao cường như họ. Họ nói, bọn họ tự xưng là rồng,
hiện đang quỳ bên ngoài nhất định xin quy y sư phụ. Bấy giờ đang vào mùa hạ, trời hạn hán không mưa, lúa mạ ngoài đồng gần như chết khô cả. Tôi mới nói với các vị rồng đã hóa thành người rằng các vị muốn quy y tôi cũng được, song tôi có một điều kiện. Các vị là rồng chuyên lo việc làm mưa, mà hiện tại vùng Hợp Nhĩ Tân đã lâu không có mưa nên khô hạn vô cùng. Ngày mai nếu có mưa thì ngày mốt tôi sẽ cho các vị thọ quy, nếu không thì tôi không nhận các vị làm đệ tử. Họ đồng thanh đáp: Bạch thầy, đành rằng nhiệm vụ chúng tôi là làm mưa, nhưng không có lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế thì chúng tôi không dám làm mưa, vì nếu trái lệnh thì sẽ bị trừng phạt. Tôi nói: Các vị hãy tới trước Ngọc Hoàng Đại Đế thưa rằng, tại Hợp Nhĩ Tân có một người xuất gia thỉnh cầu hãy cho mưa xuống trong vòng 40 dặm xung quanh Hợp Nhĩ Tân. Đó là điều kiện của tôi. Ngày hôm sau, quả nhiên trời mưa lớn và hết nạn hạn hán. Khắp nơi trong vòng 40 dặm chung quanh Hợp Nhĩ Tân đều được trận mưa rào. Ngày tiếp theo, tôi cho 10 con rồng ấy thọ quy và đặt pháp danh chung cho họ là Cấp Tu. Sau khi quy y thì những con rồng ấy ẩn hình không thấy nữa. Chúng đã đi hóa độ đồng loại của chúng. Từ đó về sau, bất luận là tôi đi tới nơi nào thì nơi ấy đều có nước để dùng. Tôi tới Hương Cảng thì Hương Cảng có nước. Tôi tới Vạn Phật Thánh Thành thì Vạn Phật Thánh Thành cũng có nước. Đó không phải kỳ tích xuất hiện, mà chính là do 10 con rồng này cùng quyến thuộc của chúng hộ pháp. Có người hỏi: Bạch sư phụ nhìn thấy 10 con rồng ấy hình dạng ra sao? Khi đến quy tôi thì những con rồng ấy đều biến hóa thành người, giống hệt như người thường vậy, chẳng có khác biệt cả. Chỉ có người đã mở ngũ nhãn thì mới biết đó là rồng thôi. Các bạn muốn biết rồng ra sao ư? Thế thì hãy mau mau dụng công tu đạo, chuyên tâm ngồi thiền, bớt khởi vọng tưởng, đừng nên nổi nóng, và bất luận gặp phải nghịch cảnh hay thuận cảnh thì cũng đều nên nhẫn nại, chớ sanh lòng tham luyến. Khi đạt tới cảnh giới nhất niệm bất sanh, nhất trần bất nhiễm, nghĩa là một ý niệm cũng không sanh, một hạt bụi cũng chẳng dính, thì tự nhiên ngũ nhãn sẽ khai mở. Bấy giờ các bạn sẽ thấy tường tận mặt mày của rồng. Ha ha ha,